Xin chào tất cả các em Cô rất vui khi được tiếp tục gặp lại chúng ta trong khóa học Khoa học tự nhiên lớp 7 của trang web học trực tuyến olm.vn Ngày hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng thực hiện một số thí nghiệm Liên quan đến sự hút nước và thoát hơi nước ở thực vật nhé Cùng tìm hiểu nội dung của bài 31 Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước Cảnh báo, Thí nghiệm này có sử dụng đồ thủy tinh dễ vỡ, dụng cụ sắc nhọn và hóa chất. Hãy cẩn thận khi tiến hành thí nghiệm và thực hiện dưới sự giám sát của người lớn. Bài thực hành này sẽ cần chuẩn bị một số dụng cụ, hóa chất và mẫu vật như sau. Đầu tiên là dụng cụ. Cần chuẩn bị cốc thủy tinh, đĩa petri, dao mổ, đũa thủy tinh, băng keo trong suốt, giấy thấm kính lúp và máy sấy. Hóa chất kem cần chuẩn bị đó chính là nước cất, màu thực phẩm, dung dịch cobalt chloride 5% và calcium chloride khô. Cuối cùng là về mẫu vật, kem hãy chuẩn bị một số cành hoa có bông màu trắng giúp chúng ta dễ dàng quan sát hiện tượng thí nghiệm hơn. Ở đây cô sử dụng hoa hồng trắng, kem có thể chuẩn bị hoa huệ hoặc hoa cúc trắng. Mẫu vật số 2 ở bài thực hành này đó là một cây bất kỳ còn nguyên lá. Sau khi đã chuẩn bị hết các dụng cụ, mẫu vật và hóa chất nói trên, chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm nhé. Bài học ngày hôm nay sẽ có hai thí nghiệm. Thí nghiệm đầu tiên, thí nghiệm chứng minh thần vận chuyển nước. Chúng ta sẽ tiến hành qua 3 bước được mô phỏng như sau. Bước đầu tiên, em hãy chuẩn bị hai cốc thủy tinh. Sau đó đánh số 1 và 2. Bổ sung một lượng nước sạch vừa đủ vào cốc. Sau đó cho một vài giọt màu thực phẩm vào trong, khuấy đều để tạo thành dung dịch màu. Ở đây cô sử dụng màu thực phẩm là màu xanh. Bước 2. Cắm vào mỗi cốc chứa dung dịch màu từ 1 đến 2 cành hoa. Trước khi cắm cành hoa vào cốc, cô sẽ cắt bớt để cành hoa ngắn khoảng 10 đến 15 cm và phần gốc thì cô sẽ cắt chéo. Sau đó sẽ để hai cốc vào chỗ thoáng khoảng từ 60 đến 90 phút. Cô sẽ để trong khoảng thời gian là 90 phút để hiện tượng quan sát được rõ ràng hơn. Các em thấy đấy, sau khoảng thời gian chờ thì bằng mắt thường chúng ta có thể quan sát được rất rõ ràng hiện tượng của thí nghiệm này. Cánh hoa đã dần bị đổi màu đúng không nào? Tiếp theo, bước số 3. Đối với bông hoa ở cốc 1, cô sẽ tiến hành dùng dao mổ. Cắt dần cành hoa từ trên xuống dưới bằng dao mổ. Sau đó dùng kính lúp để quan sát lát cắt, xác định vị trí của dung dịch màu ở trong phần cành hoa. Còn đối với cốc 2, cô sẽ quan sát sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Vậy là chúng ta đã tiến hành xong thí nghiệm 1 dựa vào những kiến thức của bản thân em hãy thử dự đoán xem trong cành hoa này thì dung dịch màu xuất hiện ở vị trí nào và bằng những quan sát của bản thân mình thì em có nhận xét gì về sự thay đổi về màu sắc của cánh hoa? À đúng rồi đấy các em ạ. Chúng ta có thể quan sát được dung dịch màu chứa ở trong mạch gỗ của phần cánh hoa. Còn đối với phần cánh hoa, ta thấy cánh hoa dần chuyển sang màu của nước pha ở trong cốc. Ở đây là màu xanh. Rất đẹp phải không nào? Bằng những kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao cánh hoa của chúng ta lại chuyển sang màu xanh? trả lời của các em rất chính xác Xin chúc mừng em Ở phần cành hoa có rất nhiều mạch gỗ Chúng ta đã được học rằng Chức năng của mạch gỗ là vận chuyển nước Ở thí nghiệm này Nước màu đã được vận chuyển từ cốc Qua mạch gỗ lên đến các bộ phận khác Ví dụ như hoa và lá Do đó cánh hoa của chúng ta từ màu trắng Đã chuyển sang màu xanh Tương ứng với màu của nước pha trong cốc Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang thí nghiệm số 2 Thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Ở thí nghiệm này chúng ta cũng sẽ thực hiện thông qua 3 bước Cùng cô tìm hiểu lần lượt 3 bước này nhé Bước 1 Chuẩn bị giấy tẩm dung dịch Coban Chloride Cô sẽ lấy ra một vài tờ giấy thấm Sau đó dùng kéo để cắt giấy thấm thành những miếng nhỏ hình chữ nhật có kích thước chiều rộng là 1cm và chiều dài là 2cm. Sau khi hoàn thành xong, đây sẽ là thành phẩm mà chúng ta thu được. Tiếp theo, cô sẽ sử dụng đĩa Petri. Bổ sung vào trong đĩa một lượng vừa đủ dung dịch Coban Chloride. Tiến hành ngâm các mảnh giấy trong dung dịch từ 25 đến 30 phút để mảnh giấy được thấm đều dung dịch. Sau khoảng thời gian nói trên, ta sẽ lấy các mảnh giấy ra ngoài sử dụng máy sấy để sấy khô cho đến khi các mảnh giấy này chuyển sang màu xanh da trời như vậy là chúng ta đã đạt yêu cầu sau đó sẽ cho các mảnh giấy này vào lọ calcium chloride để tiến hành bảo quản vì các mảnh giấy này sau khi tiến hành các thao tác nói trên thì có thể bảo quản được ở trong dung dịch calcium chloride một thời gian dài Do đó mà chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị giấy đã tẩm dung dịch Coban Chloride trước khi buổi thực hành được diễn ra. Sở dĩ giấy tẩm dung dịch Coban Chloride có tác dụng là hút ẩm. Do đó nguyên tắc để bảo quản các mảnh giấy này là hạn chế hiện tượng hút ẩm trở lại. Ta sẽ bảo quản chúng ở trong các lọ calcium chloride. Và khi muốn lấy thì ta chỉ hé mở nắp lọ, sau đó phải đóng lại ngay. Khi chúng ta tiến hành thí nghiệm với các mảnh giấy này, thì quan sát sự đổi màu của giấy có thể xác định được độ ẩm cao hay thấp của sự vật đấy các em ạ. Bước 2 của thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước. Cô sẽ lấy ra chậu cây đã chuẩn bị sẵn. Đặt vào mỗi lá một mảnh giấy thấm đã tẩm dung dịch coban chloride. Tiến hành đặt ở cả mặt trên và mặt dưới, sao cho theo hết chiều ngang của lá sau đó dùng băng keo trong dán đè lên mảnh giấy để tạo thành một hệ thống kín. Các em lưu ý khi lấy các mảnh giấy thấm ra thì cần phải đảm bảo tay chúng ta khô và sạch, tránh ảnh hưởng đến kết quả của thí nghiệm. Ở đây cô thực hiện kẹp giấy thấm ở mặt trên và mặt dưới trên cùng một lá. Trường hợp nếu như các em muốn kẹp ở trên hai lá khác nhau thì cần phải chọn các lá có độ tuổi tương đương nhau để đảm bảo chính xác. Vì lá non và lá già thì lại có tốc độ thoát hơi nước khác nhau đấy các em ạ. Cuối cùng, bước 3, chúng ta sẽ để chậu cây ra chỗ thoáng mát, sau đó quan sát sự chuyển màu của giấy thấm sau 20 phút. Cô sẽ tua nhanh thời gian đợi là 20 phút, trong khi đó thì các em thử quan sát xem giấy thấm có sự chuyển màu như thế nào nhé. Ta có thể thấy rất rõ ràng sự chuyển màu của giấy thấm đúng không các em? Nhưng đây chỉ là sự chuyển màu của giấy thấm ở mặt trên. Vậy tờ giấy thấm ở mặt dưới của lá sự chuyển màu đó sẽ thể hiện như thế nào? Các em hãy quan sát thông qua hình ảnh minh họa sau đây. Đây là tờ giấy thấm được kẹp ở mặt trên của lá. Còn đây là tờ giấy thấm được kẹp ở mặt dưới của lá. Từ hình ảnh kết quả thí nghiệm này, Em có nhận xét gì về độ chuyển màu của hai mảnh giấy ở mặt trên và mặt dưới? Từ đó thì suy ra tốc độ thoát hơi nước của hai mặt lá như thế nào? Chính xác rồi. Chúng ta thấy ở cả hai mảnh giấy thì đều có sự chuyển màu từ màu xanh sang màu hồng. Tuy nhiên ở mảnh giấy mặt trên sẽ chuyển màu ít hơn là ở mảnh giấy mặt dưới. Vậy từ đây suy ra, mặt trên sẽ có tốc độ thoát hơi nước chậm hơn mặt dưới. Ở những tiết học trước thì chúng ta đều biết được rằng, phần khí khổng sẽ chủ yếu tập trung ở mặt dưới của lá. Mặt khác, khí khổng lại là nơi xảy ra sự thoát hơi nước ở thực vật. Lượng nước thoát ra càng nhiều thì diện tích đổi màu ở trên mảnh giấy sẽ càng lớn. Điều này giải thích vì sao mảnh giấy ở mặt dưới đổi màu nhiều hơn mảnh giấy ở mặt trên đấy các em ạ. Vậy là cô trò chúng mình đã cùng hoàn thành xong hai thí nghiệm trong bài thực hành ngày hôm nay. Phần cuối cùng, ta sẽ báo cáo kết quả thực hành. Các em sẽ viết và trình bày báo cáo thực hành theo mẫu dưới đây, bao gồm các nội dung cơ bản như tên nội dung nghiên cứu, họ và tên, học sinh lớp, trường. Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Kế hoạch thực hiện Kết quả triển khai kế hoạch Và cuối cùng là kết luận Bây giờ cô sẽ đồng hành cùng các em Để chúng ta hoàn thành báo cáo thực hành này nhé Đầu tiên là nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu thông thường sẽ gắn với tên của bài thực hành Ở đây là nghiên cứu sự vận chuyển nước ở thân Và sự thoát hơi nước ở lá Họ và tên Học sinh lớp và trường, các em hãy điền những thông tin tương ứng của bản thân. Tiếp theo về câu hỏi, vấn đề nghiên cứu. Chúng ta có hai thí nghiệm, tương ứng với mỗi thí nghiệm sẽ là một vấn đề nghiên cứu khác nhau. Ở thí nghiệm 1, vấn đề nghiên cứu sẽ là chứng minh thân vận chuyển nước. Và ở thí nghiệm 2, vấn đề nghiên cứu là chứng minh lá thoát hơi nước. Tiếp theo phần 2, giả thuyết nghiên cứu Tương ứng với mỗi vấn đề nghiên cứu này sẽ là một giả thuyết. Em hãy cho biết giả thuyết nghiên cứu trong thí nghiệm của chúng ta là gì? <laughs> Xin chúc mừng các em. Chúng ta có hai giả thuyết nghiên cứu. Tương ứng với thí nghiệm 1 đó là nước được vận chuyển từ rễ lên thân và lá. Giả thuyết ở thí nghiệm 2 đó là ở lá diễn ra quá trình thoát hơi nước. Phần 3: Kế hoạch thực hiện. Các em có thể viết kế hoạch thực hiện theo gợi ý dưới đây, bao gồm các thông tin như nhóm thí nghiệm mà chúng ta thực hiện. Trước buổi thực hành thì chúng ta chuẩn bị dụng cụ, mẫu vật thí nghiệm như thế nào? Các nhóm phân công nhiệm vụ ra sao? Cô lấy ví dụ, học sinh A chuẩn bị chậu cây thí nghiệm. Học sinh B, chuẩn bị cành hồng trắng. Học sinh C, chuẩn bị giấy tẩm dung dịch coban chloride. Trong buổi thực hành thì cùng nhau kiểm chứng kết quả thí nghiệm, trả lời các câu hỏi thí nghiệm và cuối cùng là cùng nhau viết báo cáo. Nội dung số 4, kết quả triển khai kế hoạch. Phần kết quả này chúng ta đã cùng nhau quan sát và thu hoạch trong quá trình làm thí nghiệm. Cô sẽ không nhắc lại. Các em có thể tham khảo dựa vào những thông tin sau đây. Cuối cùng là phần 5, kết luận. Dựa vào tất cả những thông tin mà chúng ta vừa tổng hợp, em hãy đưa ra kết luận tổng quát nhất cho bài thực hành ngày hôm nay. Các em đã làm rất tốt, xin chúc mừng các em. Chúng ta có kết luận cho bài thực hành ngày hôm nay đó là ở thực vật thân có vai trò vận chuyển nước và lá có vai trò thoát hơi nước. Sau khi chúng ta hoàn thành xong báo cáo thì bài thực hành của chúng ta cũng sẽ kết thúc tại đây. Vậy các em đã làm thành công bao nhiêu thí nghiệm? Hãy chia sẻ cùng cô và các bạn bằng cách bình luận xuống dưới video này nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi nội dung bài học hãy truy cập vào trang web olm vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng này đừng quên ấn theo dõi kênh học trực tuyến olm chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở nội dung bài sau